xin gửi lời chào quý khán giả của ông Kinh Hậu Trường. Như hình ảnh của cô trước giờ trong bộ trang phục rất đẹp và lấy cảm hứng từ. Thật sự là cái cơ duyên này thì Di phải cảm ơn đạo diễn Trần Vũ Thủy rất là nhiều. Bởi vì Di biết rằng là ở thị trường điện ảnh của Việt Nam thì có rất là nhiều những nữ diễn viên vừa xinh đẹp vừa tài năng, và ai cũng có một cái lợi thế riêng của mình. Nhưng mà chắc là có cái duyên giữa hai anh em, khi mà hai anh em nói chuyện với nhau về bộ phim Cậu Vàng thì có lẽ là đã tìm được cái tiếng nói chung. Và sau đó thì đạo diễn Trần Vũ Thủy đã chọn Di vào vai mợ ba, vợ ba của Bá Kiến. Thì thật sự là lúc đầu khi mà đạo diễn gọi Di lên để mà nói chuyện cũng như là nói về nhân vật để xem rằng Di có hợp hay không á, thì Di cũng không có nghĩ là mình sẽ được chọn đâu. Và lúc đó Di nghĩ là ok thôi mình lên vậy thôi, chứ còn tại vì mình nghĩ là vai diễn này đòi hỏi rất là nhiều về kỹ thuật diễn xuất, rồi về ngoại hình cũng là một cái rất là quan trọng. Thì ở trong một dàn những diễn viên nữ thì Di cảm thấy là có rất là nhiều người có khả năng là sẽ có lợi thế hơn mình rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì cái duyên này lại thuộc về Di, thì Di rất là biết ơn đoàn làm phim cũng giống như là những người đã tin tưởng giao cho Di vai diễn này. Xuất hiện trên hành động ngay lúc này, nghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân. Thật sự mợ ba là một nhân vật mà nói lên một nhân vật đại diện cho tầng lớp phụ nữ, những người mà phụ nữ ngày xưa họ không có tiếng nói cho mình. Ngay cả cái chuyện mà tất cả những chuyện trong gia đình thì người đàn ông luôn là cái người quyết định, cũng giống như ngay cả cái chuyện mà tình duyên của mình thì mình cũng không có được tự sự lựa chọn của mình, mà nhiều khi cha mẹ đặt đâu thì con ở đó. Thì là con người mà ai cũng sẽ có một ý trung nhân dành cho mình. Nhưng mà mợ ba đã không có được hạnh phúc đó khi mà phải làm vợ lẽ của Bá Kiến. Tất nhiên là trong gia đình mà có ba bà vợ thì làm sao mà có thể hòa thuận được. Đương nhiên cũng sẽ có những chuyện xảy ra. Và phụ nữ mà đôi khi mà họ ghen thì họ rất là nhỏ nhen. Cho nên là khi mà Di thể hiện mợ ba thì Di muốn mang tới một cái hình ảnh là không phải cứ là vợ lẽ thì là người ta sẽ là người xấu. Không phải cứ là vợ nhỏ là người ta sẽ mang cái tính là phản diện. Giống như những cái nhân vật ở trên phim, người ta hay thường thể hiện những cái nhân vật là vợ nhỏ thì thường sẽ nó hơi giống như là nó sẽ hơi xấu tính một chút xíu. Thì người này cũng có người này người kia, thì mợ ba là một cái tuyết người mà sẽ làm cho khán giả cảm thông nhiều hơn là ghét. Với một cái cản trở là đã lâu rồi không quay trở lại diễn xuất, thì Di có cảm thấy khó khăn gì mà khi nhận cái vai diễn này không? Nếu như mọi người theo dõi cái con đường hoạt động của Di thì mọi người sẽ thấy là Di sẽ có một cái dự án. Nếu như mọi người theo dõi cái con đường hoạt động của Di thì mọi người cũng thấy là lâu lâu Di sẽ có một cái dự án được chú ý, rồi xong rồi Di lại đi đâu, mất tích đó, rồi xong rồi Di lại ngôi lên có một cái dự án cũng được chú ý rồi lại đi đâu đó. Thì mọi người chắc là nhiều người sẽ thắc mắc, nhưng mà bản thân Băng Di có một cái lối đi riêng dành cho mình. Băng Di không có muốn là xuất hiện ồ ạt mà mình không mang lại ấn tượng gì cả. Băng Di muốn mỗi cái sản phẩm của Băng Di khi mà Băng Di ra mắt với quý vị khán giả nó sẽ là một cái gì đó để cho quý vị khán giả nhớ được. Cũng giống như đợt trước là mọi người rất là ấn tượng với những cái vai diễn phản diện của Băng Di và nghĩ rằng là ồ cái cô này chắc là chỉ đóng phản diện là hay nhất, là không có đóng được dạng vai khác tại vì lợi thế của cô là phản diện. Nhưng mà Băng Di không muốn như vậy. Tại vì khi mà mọi người càng nghĩ như vậy, Băng Di càng muốn chứng minh cho mọi người biết là diễn viên ở Việt Nam họ có thể hóa thân rất là nhiều dạng vai khác nhau. Thì Cậu Vàng chính là một cái dự án mà Băng Di muốn chứng minh cho mọi người thấy là Băng Di cũng có thể diễn một cái dạng tính cách khác. Nó không đơn giản là phản diện mà nó sẽ mang lại cảm xúc cho người xem. Các bạn khán giả ơi, Băng Di biết là bộ phim Cậu Vàng có rất là nhiều những cái ý kiến ủng hộ, cũng có trái chiều, cũng có đương nhiên khán giả thì họ có quyền được nhận xét, và bản thân Di tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người. Mình là khán giả thì mình có quyền khen, có quyền chê, cái đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà nếu như quý vị khán giả có thời gian và ít nhiều gì có sự tò mò dành cho bộ phim thì hãy dành ra một tiếng ba mươi mấy phút thôi để mà đến xem Cậu Vàng, để mà xem rằng Cậu Vàng vì sao được chọn đóng vai chính. Vàng là tên thật của Cậu Vàng luôn. Cái đây là một cái bực mí mà Di nói thật là ngay cả chính Di nhiều khi Di cũng thấy rất là bất ngờ, tại vì Di không nghĩ là tên thật của Cậu Vàng cũng là Vàng. Cái này là hoàn toàn là không có một sự sắp xếp gì hết, là Vàng đi casting thiệt và Vàng đã trúng một cái vai của cái vai tên của chính mình luôn. Thì thật sự là đây là một chú chó, một người bạn diễn bốn chân cực kỳ thông minh. Và thật sự các bạn biết không, có những cảnh ở trong bộ phim á, nhìn nó rất là khó nhưng mà Vàng diễn rất là tốt và không cần phải diễn lại lần thứ hai. Tới nỗi mà khi mà tụi Di đi quay mà thấy Vàng diễn như vậy, tụi Di phải nói là thôi đúng rồi,
cậu bé này được chọn là đúng, hoàn toàn chính xác, tại vì quá là tài năng. Cho nên là nếu quý vị khán giả ghét cũng được, thương cũng được, nhưng mà tò mò cũng được, tới thêm, tới xem cậu vàng để mà hiểu được cho cậu vàng dù sao thì cậu ấy cũng đã biểu diễn, cũng đã diễn xuất rất là tuyệt vời rồi. Thì giờ đây thì chỉ chờ quý vị khán giả có được nhận xét công tâm nhất. Lời đầu tiên Chu Vi xin chào các khán giả của ống kính hậu trường, Vi đang có mặt tại buổi họp báo ra mắt phim Cậu Vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà Vi đã xem trailer của phim này chưa ạ? Trailer thì Vi cũng coi rồi, mà Vi cũng đã coi cái bản dựng nháp rồi. Rồi thì Vi cảm thấy như thế nào về một thể loại nó mang hơi 4 văn chương của Việt Nam ạ? Và về thể loại văn chương thì Vi nghĩ là cái mà cái ưu điểm của thể loại văn chương đó chính là chúng ta đã từng học qua rồi, chúng ta đã từng biết rồi, và chúng ta đang rất là mong chờ khi mà một cái tác phẩm chúng ta đã từng học, chúng ta đã được chuyển thể lên phim, nó sẽ như thế nào, nó có khác với tác phẩm nguyên gốc hay không. Nhưng khuyết điểm là đòi hỏi cái sự là gọi là tỉ mỉ và chính xác, và cũng như là cái sự gọi là mình phá cách, nó cũng phải ở cái mức độ mà cho phép. Nên là đây là một cái tác phẩm mà tôi nghĩ là ekip cũng đã cố gắng hết sức, cũng như là đặc biệt là chú chó cậu vàng thì cũng đã diễn hết mình. Thì hy vọng là tác phẩm này cũng sẽ là một tác phẩm chuyển thể, mang lại gợi lên những cái ký ức về ngày xưa đi học của chúng ta, và cũng như là một cái tác phẩm giải trí trong dịp gần Tết. Vậy thì là một người đã coi được bản rap luôn rồi, thì không biết Will gọi là ấn tượng với những cái gọi là những cái phân cảnh nào, cũng như là ấn tượng những cái đặc điểm nào của bộ phim mà để lại ấn tượng cho Will ạ? Đối với Will thì có lẽ là những cái phân đoạn gần cuối. Ủa thôi, ở đây anh cầm nó cho. Rồi, đối với Will thì là những phân đoạn gần cuối bộ phim, thì là những phân đoạn mà Will nghĩ là những phân đoạn kịch tính nhất của tất cả các diễn viên, và đặc biệt là riêng bản thân Will thì những phân đoạn này nó đòi hỏi Will phải diễn nhiều hơn hồi lúc những cái bộ phim trước rất là nhiều. Tại vì bộ phim trước thì Will đóng những cái vai trẻ lạnh lùng hay là nhí nhảnh vui vui, thì bộ phim này nó đòi hỏi tâm lý nhiều hơn. Nên là đây cũng là một thử thách dành cho Will, nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ đón nhận một cách tích cực. Nếu như mà cảm thấy là Will diễn chưa hay chưa tốt thì mọi người cứ góp ý, thậm chí là chê cũng được. Đó là cái động lực mà cũng như là bài học để cho Will cố gắng nhiều hơn. Thì Will có bị áp lực khi là nhận cái vai diễn này không?
Áp lực thì Will nghĩ là có, bởi vì mình tái hiện lại cái thời xưa thì từ lời ăn tiếng nói cử chỉ nó sẽ khác với lại một bộ phim hiện đại, và Will đã phải học từ các cô các chú trong đoàn rất là nhiều, bởi vì các cô chú là có kinh nghiệm nên là nó giúp cho Will biết được thêm về cái kinh nghiệm, cái vốn sống của ngày xưa nó như thế nào, để sau này ví dụ như Will có tham gia vào những bộ phim khác cùng cái thời đại đấy thì mình đã có kinh nghiệm rồi. Người trong team đều đi với nhau chung rất là nhiều, nhưng có thể maybe mọi người nhìn thấy, chỉ nhìn thấy em với anh Will mà chơi chung team thì đó là điều mọi người suy nghĩ rất là bình thường thôi, nên là em cảm thấy rất là trân trọng những cái gì mà mọi người đang góp ý hay là đang nói. Với lại cho mình hỏi thêm một xíu nha, thì không biết là Jun Vũ đã khá là lâu mình chưa có quay trở lại, thì không biết là trong năm nay mình có một cái dự án nào để mình quay trở lại và trở lại các bạn khán giả của mình không? Trước hết thì Jun Vũ sẽ có một cái dự án, một cái comeback rất là nhỏ trong gái giả lập chiêu năm, gọi là để chào sân, để cho một cái dự án lớn hơn vào tháng 3 năm nay. Khoảng tầm tháng 3 năm nay sẽ có một dự án điện ảnh ra mắt quý vị khán giả mang tên là Chìa Khóa Trăm Tỷ, hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho bộ phim cũng như là ekip của Jun Vũ. Thì còn Linh Ca thì sao? Năm 2020 vừa rồi thì gần như đúng là em không có xuất hiện gì, cũng như là không có hoạt động nào để cho mọi người nhớ tới em. Và chắc chắn rằng 2021 em sẽ có một hoạt động vào trong khoảng giữa năm, nên là dần dần thì hoạt động đó sẽ bật mí, nên là cả nhà hãy cùng theo dõi Linh Ca cũng như chị Jun để theo dõi hoạt động sắp tới của hai chị em. Thì được nghe nói là Linh Ca và cả Jun cũng chơi khá là thân với Will, thì không biết là Will có một cái tính tình nào đó mà cả hai chị em đều gọi là không có không thích à? Không ưa luôn mình à? Suy nghĩ chỉ có không có phải là nói xấu mà là chỉ là một miếng nhỏ thôi. Chỉ có nào thử xem là có giống nhau không nhá, giống không? 1 2 3 nói nhiều. thật á không công nhận là cái này chắc là ai chơi với Will cũng sẽ công nhận, nhưng mà nói nhiều này thì chỉ còn ít phút nữa để ra mắt chính thức bộ. Nó không phải là phiền mà nó là một cái gì đấy mà khiến mọi người cảm thấy rất là dễ gần, như là một người chị em bạn gì có thể tâm sự từ skin care rồi ăn uống rồi mua đồ ở đâu, đi massage ở đâu, tất tần tật từ A đến Z là đều có thể hỏi Will và tâm sự với Will, một người rất là tâm lý. Cái sự nói nhiều đấy không phải là xấu tính mà là đấy là một cái sự gọi là sao ta, chân thành đấy, nên là người ta mới nói chân nhiều, thành người ta mới nói nhiều tới mình. Nên là em thấy nó cũng là một cái điểm mỗi mạnh. Người đều có điểm mạnh, điểm mạnh và cũng là điểm yếu. Thì dạo gần đây Will xuất hiện với một cái diện mạo là với cái mái tóc xù đó, thì không biết là hội chị em mình có gọi là có ủng hộ hay là mình có góp ý nhẹ gì đâu mà. Em chỉ thấy nó giống một bát mì hoặc là giống một chú bút đồ đáng yêu. Thì em không biết góp ý gì bây giờ, tại vì chắc là mà anh muốn thay đổi phong cách, thay đổi diện mạo mới hôm nay như để họp báo cậu vàng chẳng hạn. Chị có hỏi Will bảo là do bởi vì là lười uống giả, kiểu mỗi lần đi sự kiện phải uống giả mà TikTok xoăn quá, nhưng thế là đi uống luôn. Như là quấn hơi lố đúng không, quấn hơi nhiều, hơi nhiều, nhiều chứ hơi nhiều quá tay. Thì thường thì em thấy là Jun Vũ xuất hiện đóng những cái vai mà kiểu nó cũng sẽ rất là gọi là đẹp và sang chảnh kiểu vậy đó, thì không biết là với Chìa Khóa Trăm Tỷ, em được nghe nói, em được biết là một cái bộ phim khá là kịch tính, thì không biết là Jun Vũ có thể một miếng nhẹ một cái tính cách nhỏ ở trong cái vai diễn của Jun Vũ trong phim không? Jun Vũ nghĩ là trong bộ phim này thì Hồ Phương bên nhân vật của Jun Vũ sẽ là một cái vai khá là khổ. Là bây giờ mình không còn sang chảnh nữa và đúng không? Bớt sang chảnh lại, bây giờ phải khổ rồi. Chào tất cả các khán giả của ống kính hậu trường. Không biết là ngày hôm nay trong không khí trang trọng đó thì anh có thể thêm về sự lựa chọn của mình ngày hôm nay không? Khi mà nhận được lời mời từ phim Cậu Vàng đi họp báo thì BB có suy nghĩ là một là mặc đồ bà ba, còn hai là mặc áo dài.
mà mọi người biết cái quá trình mà đi tìm áo dài rất là cực, cho nên là BB mới liên hệ với một nhà thiết kế mà nói chung là bộ đồ ngày hôm nay nó là một cái áo dài cách tân kiểu mà phối với vest nữa, mình thấy rất là lạ, là nên BB chọn liền, đồng ý liền đó, cho nên là hôm nay là diện mọi người thấy không, rất là lạ. Hôm nay thì anh đến với lại một bộ phim gì đó mang hơi hướng văn học, thì không biết là BB nghĩ như thế nào? Thật ra ngay từ đầu mà nghe nói dự án Cầu Vàng thì BB đã rất là háo hức, tại vì đây là một cái tác phẩm văn học mà mình đã được học ngày xưa, thì mình cũng khi mà mình nghe tới cái tên mình cũng có liên tưởng, chà không biết cái bộ phim này khi mà nó lên từ một cái tác phẩm mà nó lên thành phim sẽ như thế nào, mình rất mong chờ tới khi mà coi cái trailer thì quá là thích, tại vì từ cái tạo hình rất đẹp, bối cảnh cũng rất đẹp và ngay cả chú chó cũng rất là dễ thương nữa, cho nên là bây giờ BB đang rất là mong chờ bộ phim và đang rất là nôn rồi khi được vào rạp để xem phim. Trong khoảng thời gian năm qua cũng như là gần đây thì BB khá là im ắng trong cái bản thân của mình, thì các bạn khán giả khá là nôn nóng các bạn phân phát của BB, thì ông biết là trong năm nay BB có cái gì đó em bùng nổ để quay trở lại với những người. Năm vừa rồi là đúng là một năm mà BB dành ra để nghỉ ngơi mọi người, tại vì á năm vừa rồi á nó nói chung là mình hơi tâm linh chút xíu, thì mình cái tuổi của BB nó không được may mắn, nó hơi gặp xui chút xíu, cho nên là BB quyết định là nghỉ một năm, có nghĩa là nghỉ một năm đó để xả hơi, để đi chơi, để hưởng thụ, để tìm những ý tưởng mới. Và trong năm 2021 này chắc chắn thì BB cũng sẽ quay trở lại, và bên cạnh đó là người bạn đồng hành của mình là Hải Triều ở những cái sản phẩm mới, và hy vọng là mọi người sẽ đón chờ. Thì biết là trong khoảng thời gian mà cả hai nghỉ dưỡng thì Hải Triều có hay làm phiền BB hay là phá BB nhiều? Thực ra thì mọi người không thấy hai đứa là ra sản phẩm thôi, chứ hai đứa vẫn song song với nhau, vẫn đi cặp với nhau trong những cái vở kịch của sân khấu thế giới trẻ, là nên là đó là một cái cơ hội mà để Hải Triều làm phiền BB suốt, mọi người rất là mệt mỏi, rất là phiền luôn, ngay cả đi chơi cũng phải dắt Hải Triều theo, mệt lắm.